Rồi hello, em xin chào anh em chú bác nha. Thì em cũng xin chúc anh em chú bác ăn lễ vui vẻ nha, làm ăn phát tài thành trong trong công việc cuộc sống nha anh em ha, gia đình hạnh phúc nha. Đó thì hôm nay em có số máy tiếp tục giới thiệu tới anh em, mong anh em thương ủng hộ giúp em ha. Anh em thương em cho em xin một like, một lượt đăng ký, em xin chân thành cảm ơn em rất nhiều nha. Thì hôm nay em có một số máy bãi, thì máy đã qua sử dụng và máy chưa vệ sinh nha anh em. Có con vàng vàng đó của Nati đó chưa vệ sinh rồi anh em, còn mấy máy này em chưa vệ sinh ha. Thì chút xíu anh em sẽ xem video chi tiết, thì để em sẽ quay và test cho anh em xem ha. Và em bán nguyên bộ một máy một pin một sạc nha anh em ha. Mà hai pin một sạc thì nó lên giá thôi chứ đơn giản không có gì trên nha. Thì em sẽ giới thiệu và em sẽ ghi số và em sẽ ghi ngày nha anh em ha. Hôm nay là ngày 4, coi như là ngày 5 đi. Ngày 5, ngày mai em sẽ đăng video và ngày 5 tháng 9 nha anh em ha. Thì chúc anh em ngày mới nha, thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Thì thôi không nói vòng qua, em sẽ giới thiệu từng chi tiết cho anh em xem ha. Thì hôm nay em có một cái con, là con này con bơm mỡ bò ha. Máy của Taiwan, xài chân pin là The Watt nha. Xài pin The Watt hãng á nha anh em ha. Thì máy này em không có cái bình, nó không có cái bình. Chứ có bình, nếu có bình thì bán rất là có giá, nhưng mà này nó không có bình nè. Nó có cái dồi, có cái dồi với nó bơm hoạt động tốt, chưa vệ sinh. Và không có bình, anh em về lấy cái ống, thí dụ như anh em đo ống này là 60 thì anh em sẽ lấy cái bình, lấy cái ống sắt 60 anh em chế vô găng vô, tiện găng để vô đây ha. Đó thì cái đó nó dễ chế anh em, tại em cũng không có mấy tiện mấy gì cho nên em bán rẻ rẻ đại cho anh em ha. Đó còn còn mà khi nào mà anh em có cái bình anh em mới mua thì em sẽ đi kiếm thợ em làm, tại đây nó rất là khó thợ làm anh em, không có thợ tiện á. Thợ tiện tiện cái ống với bít đầu dưới này, tiện cái ống để vô là ok nè. Cái này nè, bơm thì còn hoạt động tốt, anh em không phải lo nha. Còn anh em nào kỹ thì cứ về tự vệ sinh rồi mình sử dụng. Còn anh em nào muốn xài luôn thì cứ để xài thôi, tại vì máy thì nó nói chung thì máy bãi thì nó để trong kho trong bãi rồi nó lâu, nó bụi nó đất nè, cho nên là mình phải tốt nhất là mình về vệ sinh nha. Máy này máy có thang nè, nó thì hoạt động tốt, tem mát đầy đủ cho anh em luôn. Em là 18V của Taiwan nè, em lấy nét cho anh em xem nha. Đây 18V của Taiwan nè. Còn cái hãng này là cái này hãng gì em biết ha, BG420H đó. Anh em cứ lên Google anh em sạch cái mã này nhảy lên nè ha. Máy thì còn hoạt động tốt cho anh em đó. Máy thì nói chung thì nó bơm á, nó bơm, nó bơm nó nhấp vậy nè, nhưng mà nó rất là mạnh anh em bệnh cái lỗ nó không được đâu nghe, nó như bơm hơi vậy đó, nhưng nó không như bơm hơi, nó sẽ nhấp vô ha. Đó nó như nó có cái tâm nó thục vậy đó anh em ha. Rồi cái thân máy này đó là chưa có pin nha, em bán là 500 nha anh em, thân máy chưa có pin bán 500 nha. Nếu mà không có cái, có cái pin này, có cái bình này là em bán khoảng 1,5 triệu anh em, thật sự luôn. Cái dòng này rất là hiếm có, không phải là muốn kiếm là có đâu anh em, thật sự mấy cái dòng này nè không muốn kiếm là có đâu. Nếu mà anh em cần xài thì nó rất là hiệu quả cho anh em, khi mà anh em, nhất là anh em xài xe cẩu nè, xài mấy cái đầu thủy lực á nè, mấy cái bơm ti thủy lực á thì anh em xài nó ha. Rồi với lại cái gì ta, bạc đạn trong những cái xe tải, nói chung là cái này xài rất là nhiều. Anh em nào xài xe bốn bánh là hình như là phải xài nó nè, nó là vậy. Nhưng mà em không có bình, tôi á tiếc luôn, bán quá rẻ luôn thật sự ha. Thì thôi không nói hôm qua, thì em sẽ test con này trước nha. Con này em sẽ ghi là số 1 nha anh em, số 1 đi, số 1 em dán vòng để nó gớt cái tem, cái mốt cái nó bị kiểu như mà nó bị quên giá rồi. Bây giờ em sẽ lật qua đây em ghi nè, bên đây nó bằng nè. Thôi là ngày 4 nha anh em, ngày 4 tháng 9 nha, 4 tháng 9 nha. Rồi cái này em bán 500 nè, em ghi là số 1 nha anh em nhớ số nhỏ dưới là số 1 nha. Rồi hoạt động tốt, bây giờ em sẽ thử cho anh em thử sao ta. Bây giờ em sẽ lấy cái bọc hay sao, cái bọc hay miếng giấy đây, cái miếng giấy để vô thử coi. Tại miếng giấy này nó không có kính, phải cái bọc á nó mới hay. Cái bọc á, tại miếng giấy này nó có lỗ thoát á nè. Tại mỡ bò nó không bơm như hơi được nha anh em. Đây nè, anh em vịn đây nè, nó sẽ giật cho anh em. Còn bên đây đó là anh em vịn cái hơi nó ra là mình ấy không dính nha anh em. Không kiếm cái lon mỡ bò ta. Nói chung là hoạt động bơm anh em, bơm bình thường, nói chung như vậy. Đó, anh em về chế cái bình này vô là bơm mỡ bò nha, chân The Watt nha anh em, máy chưa vệ sinh nha. Rồi, cái này em ghi số 1 là 500k nha. Thì để anh em nào cần thì cứ ấy Zalo em test cái mỡ bò cho anh em. Tại mỡ bò giúp em dục đóng tiêu à. Ha. Rồi, thì cái đó là 500, xài chân pin The Watt xịn nha anh em, xài chân pin The Watt xịn nha, The Watt hãng á. Đó, là vậy. Rồi, số 1 500. Cho qua, anh em nào mua cọc giúp em 100.000 nha, nặng lắm à.
nó chắc khoảng cỡ rồi ký mấy 2 kg anh em, ký mấy 2 kg á. Rồi cho qua nha. Rồi thì anh em nào muốn mua vỏ pin đó thì một vỏ đó là 190.000 anh em, vỏ pin á, vỏ pin của Dawat nè, về anh em cứ nhét pin vô anh em sử dụng ha. Vỏ pin này nhận sạc adapter, nhận sạc pin luôn nha, nó có nhận 2 dòng sạc. Thì cái vỏ này là 190.000 chưa pin nè anh em, chỉ cần để pin vô thôi, tại trong đây nó có mạch xả mạch gì đầy đủ hết rồi, để pin vô là xài thôi. Còn anh em nào muốn mua sạc thì không biết còn cục nào không nữa, còn thì không lấy thì anh em xài sạc adapter, xài sạc adapter thì 120, thì anh em có thể mua combo vậy nè đó. À, về chế cái bình vô nữa là sử dụng anh em ha. Đó, anh em về tự xử nha. Thế em không làm được nha anh em. Em không có thợ làm. Tại vì em bán mấy fan chứ không có làm bên tiện anh em ha. Rồi rồi, cái vỏ 190.000. Đó, anh em xem video xem từ xem chi tiết giúp em nha. Thì nhiều khi anh em nói em nói nhiều quá, phải nói nhiều cho người ta hiểu anh em ha. Còn anh em nào không thích thì mình em mời nha. Đó, thì chứ nhiều khi em nói nhiều để cho người ta biết cái chi tiết cái con máy mình nó ra sao như thế nào. Đó, người bán hàng nó phải dạy anh em ha. Cái đó là tại vì những người ăn ở không thì mình không có nói được. Họ muốn nói giờ nói ha. Rồi, thì em cho qua. Rồi em tiếp tục thì em sẽ lấy em sẽ lấy cái cây cây gỗ nè, gỗ này gỗ cứng nè. Gỗ cứng nè, gỗ này cây này là cây chàm á. Cây chàm á nè. Giờ em mới biết tại vì cây chàm mà nó bự được vậy rồi nó to lắm đó nè. Nó rồi anh em đợi xíu em lấy cái thước cái ha. Thước cái em thử cho anh em xem cái mức độ cái hoành nó bự thì anh em sẽ so được cái độ tuổi của cây này và cái độ cứng của nó nha. Chủ yếu là vậy, chủ yếu là cái độ cứng của nó để test cho anh em chứ không phải là. Rồi, cây chàm này là 2.7 nha anh em. Cái hoành nó 2.7. Bề ngang 2.5, tại cái chàm nó hơi dẹp xíu 2.5 nha. Đó, thì đây là đo là để biết là cái độ cứng của cái chàm, cái độ tuổi của nó để mình quy cái độ cứng. Rồi, bây giờ em sẽ có một con vít nè. Để dành hôm nay em sẽ bắn tôn ha. Bắn tôn cho anh em xem. Rồi. Đây em có một con vít này, á là con gì là đầu khía, gọi là đầu khía. Con này xài siêu bền mà tóc nó rất là nhanh cho anh em ha. Và nó còn tem luôn anh em. Còn tem, pin đóng rồi. Nó không có tem bên đây nhưng mà pin em đóng rồi, đầu không gơ, máy còn ngon đẹp ha. Đó, nói chung là máy rất là ok luôn nè. Thật sự anh em nào chuộng cái dòng này thì xài dòng này rất là êm. Tại dòng này tua nó tới 3.200 luôn anh em ha, tua nó 3.200 vòng phút. Pin trong đây đó là pin Samsung 20R nha anh em, tất nhiên là pin cục pin này sẽ là 4A nha anh em ha, 4A đó. Rồi, cái này là một máy một pin và một sạc 12V. Đây sạc nè anh em, sạc 12V nè ha. Thì vậy nè, là 950.000 nha anh em, một bộ vậy nè, một máy một pin một sạc nha. Một máy một pin một sạc nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ trước tiên thì mình sẽ lấy cái cây vít mình bây giờ. Cái dầu vít dục đâu rồi? Ủa. Anh em đợi xíu kiếm cái ở đây đây rồi, rớt đây. Đây, bây giờ mình sẽ thử vô trước nha. Rồi, điều tốc nè. Điều tốc nè anh em. Đó, mình sẽ rút này gài xíu cho nó gài vô ha. Đó, được tóc nè. Đó. Đầu không nhích gì hết trơn nha anh em, ngon lành, nói chung con này ok. Đó, anh em nào mua về bán tôn thì nhấn nách bộ 950.000 nha. À, anh em nào muốn bảo hành thì cho thêm 50 đó, em bảo hành cho máy là 3 tháng, pin 3 tháng nha anh em. Còn bình thường thì em sẽ bảo hành pin 3 tháng nha. Còn máy em không có bảo hành, tại vì máy này đã qua sử dụng nha, máy hàng bãi Nhật nha anh em. Máy này là máy Nhật rồi, nó thẳng là vậy, máy có hãng Makita, máy Nhật nha. Rồi, thì anh em nào muốn bảo hành máy luôn á thì cho thêm 50 nó bảo hành cho cái máy 3 tháng. Đó, cục pin thì tất nhiên là em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng cục pin ha. Rồi. Giờ mình thử nha. Đây là ốc vít 6 phân, ốc vít này mấy phân. Rồi ốc vít này 4.5 phân anh em, chứ không được 6 phân nha. 4.5 phân, nói chung là anh em thường thường bán tôn là ống cỡ này nè. Tại cái sóng tôn 2.5 phân. Rồi. Thử nè. Đó. Tháo ra ha. Thử con khác anh nè. Đó, thấy không? Bắn là lúc như anh em, gỗ rất là cứng. Còn nói gì tôn sắt là bình thường nha anh em, bắn tôn sắt là bình thường. Tại vì sắt nó rất là mỏng, sắt nó có 2 ly à. Còn cái cây này là nó dày xuống tới 4.5 lần. Còn nếu anh em bắn hết này á, là nó tới tất máy rồi nè. Nó là vậy. Rồi, thì cái này bắn tôn thì thoải mái nha. Nó tua nó nhanh. Tại vì sắt rất là nhẹ, rất là dễ bắn nha. Điều tóc thắng đầy đủ nha anh em, máy còn ngon lành. Ok, bộ 950.000 nha anh em. Em sẽ ghi số 2 nha. Số 2 ngày 4 tháng 9 nha anh em.
Rồi ghi vô ngày 4 tháng 9. 4 tháng 9. Một bộ nha anh em, một bộ 950.000. Ha, 950k một bộ nha anh em ha. Tất nhiên là nó combo nó là như vậy nè anh em. Máy một pin một sạc nha anh em ha. Nó rõ để giữ anh em kia vô cứ về đặt hai hai pin hoài luôn. Mà sao không nói là không có pin đi ta? Mà sao lại nói hai pin ta? Ông nó không biết thì tưởng nó không có pin đi, mình khỏe biết mấy, không có pin 950 đâu đi. Ha. Nói vậy đi cho nó sướng. Đâu mà không biết mà biết hai pin. Hay thiệt. Rồi, cho qua. Rồi đây em có một bộ này nữa anh em. Bộ này giúp là của 14V của Xman nè. Xman ha. Đó. À, 14.4V nè. Đó, hàng này hàng bãi. Để em coi coi này gia công tại Trung Quốc nha anh em. Gia công tại Trung Quốc nha. Chứ không phải máy Trung Quốc đâu nha anh em. Gia công tại Trung Quốc. Rồi máy này mới có than nha. À, anh em nhiều khi nói con máy này như mới luôn. Anh em nói ủa sao con máy lửa vậy? Cái đó là thắng nha anh em. Cái đó là thắng. Nó thắng lại á, tất nhiên là nó sẽ kích điện để cho cái motor nó thắng lại anh em. Đó, nó thắng lại nè. Đó, anh em buông ra nó ngưng liền không? Những cái fan thông thường nó không có thắng nữa, nó chạy luôn. Nó rất là khó xài anh em. Còn cái fan này người ta có thắng nha anh em. Máy nhìn rất là đẹp luôn nha. Đó. Ok chưa? Rồi cái này là một máy một pin một sạc nha anh em. Một máy một pin một sạc nha. Đây là máy 14V, em sẽ lấy sạc 14 nha. Sạc 14V thì sẽ là 4S nha anh em ha. Đây, mình sẽ ghim chui vô ha. Đó. Ghim chui vô sạc nha. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ lấy ổ điện. Anh em đợi chút xíu nha. Đây sẽ có ổ điện sạc 14V mình sẽ ghim vô. 14V. Đây sạc là nó sạc đầy là 16.8V đó nè ha. Rồi bây giờ mình thử sạc trước nha. Đây nó sẽ báo xanh nha anh em. Đâu rồi? Đây sẽ báo xanh nha. Khi mà mình trong đây là 4 viên li sen 217 nha anh em. 4 viên li sen 217 mình sẽ ghim sạc vô. Đó thấy không? Nó báo đỏ thấy không? Là nó đang sạc mà khi đầy nó sẽ báo xanh nha. Đó, vậy anh em nào mà bắn to lên cao thì mình sử dụng con này rất là ok và rất là tiện luôn á ha. Đây là con này nè. Con này pin 4A, tất nhiên là trong đây là có 4 viên 217 ha, pin li sen tháo khói nha. Rồi, mình đút vô đây nè. Đây có đèn nè. Đó, bây giờ mình sẽ thấy con vít mình thử nha. Cái con này em cũng chưa vệ sinh luôn nè, chưa vệ sinh, chưa chùi rửa với trơn á, trên bãi về nó vậy luôn nha. Rồi. Chùi tóc. Rồi, mình sẽ tháo này ra. Con này nó tự động mạnh anh em, tự động mạnh ha. Nó thấy nó tự động nó mạnh vậy. Rồi, tháo con vít này ra. Thì ốc vít này coi như là ốc vít 4/5 nha. Từ đây tới đây là 4/5 nè. Đó, mình thử ha. Tại đây nó hết lỗ rồi, phải bắn ngay lỗi rồi. Đó, thấy không? Đó. Con này làm như nó có hai vòng búa hay sao nè. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Rồi. Rồi con này là một bộ nó là 750.000 nha anh em. Pin là pin 4A, pin li sen 4 viên 217 nha. Rồi, bộ này máy em chưa vệ sinh nha thì có một máy một pin một sạc là nó là 750.000 nha anh em. Đó, số 2. Bây giờ tới số 3. Này là số 3 nha anh em, số 3. Số 3 ngày 4 tháng 9 nè. 4 tháng 9 ngày số 3. Ha, 750.000. 750k nha anh em, một máy một pin một sạc nha anh em. Máy như mới luôn anh em ơi, ha. Đó, rồi. Rồi cái này em cho qua nha. Rồi, cái này em sẽ lấy một cục pin của cái này luôn nè, em sẽ thử con vít này luôn. Đó, con vít này là 300.000 ha, máy chưa vệ sinh. Cũng là 14.4V luôn, này hãng của Atman nha. Atman nè, đó. Thì cũng xài pin chung với thằng pin xanh bên đó luôn, máy bên đó luôn. Đó, nhưng mà em mượn cục pin bên đó, em gắn qua đây em thử máy cho anh em xem. Còn cái này em bán thân máy nha anh em, thân máy. Rồi ở đây em còn cái vỏ pin nè. Đây còn cái vỏ pin nè, thân máy vỏ pin, vậy anh em tự đóng ha. Đó. Thân máy vỏ pin nha anh em. Vỏ pin tất nhiên là không có pin á. Rồi. Điều tóc. À, con này mất điều tóc rồi.
nó bị dơ cò hay sao anh em ơi? Mình chắc lại để lâu bị dơ cò à. Rồi anh em không có điều tóc. Rồi em bán 200 nha, không có điều tóc. Giờ thử. Nó bị dơ cò anh em, về tháo cò ra nó bị ít bị hư lắm. Nó bị hư là nó hư luôn rồi, chứ nó không có chạy đâu. Còn cái này nó bị dơ hay gì à. Này em không có tháo mỡ nha. Em có tháo mỡ ốc ác còn nguyên à, em có tháo mỡ ha. Trên bãi thì sao em thử sống em đem ra em bán thôi nè. Tại vì cũng không có thời gian gì mấy, anh em thông cảm giúp em nha. Đó, không có điều tóc nha. Rồi, bán con dít, bán con dít. Con này cũng êm anh em. Ha, bán dít ha. Con này tua nhanh quá nhanh. Tua này bán êm á, ton anh em mà bán ton là êm á. Rồi, thân máy 200 nha. Không có điều tóc. Tại vì mấy bãi còn khá nhiều cho nên bán thằng máy rồi. Cho thêm 50 nữa nha anh em, cái vỏ pin cho thêm 50 nữa. Rồi, thân máy vỏ pin 250 ha. Cho thêm 50 nữa. Thân máy vỏ pin nha anh em. Rồi anh em ghi số chứ quên. Rồi cái này số 4 nha anh em. Số 4 thân máy vỏ pin. Số 4. Thằng có ngày 4 tháng 9 chứ quên, số 4 nè. Số 4 nè, hôm nay có số 4 chưa? Số 3 tới số 4. Số 4. 250 thân máy vỏ pin. Đây nè, 250 thân máy vỏ pin nha anh em, nó có vỏ pin. Đó, vỏ pin này cũng khá là đẹp, ok luôn. Này là 4 viên pin 18650. Nó về để mặt để pin vô mình xài. Đó, cái này là không có điều tóc nè, nó bị giục điều tóc, anh em về tháo cái cò anh em vệ sinh nhẹ là có liền à. Nó tại vì máy này em không có tháo rửa nha anh em, không có tháo mở. Đó. Còn nguyên zin nó vậy đó. Rồi, cái này cho qua nha anh em. Thân máy 250 nha. Con này là em bán lỗ rồi. Nói chung là vậy, thân máy vỏ pin nó là em bán lỗ rồi. Rồi. Rồi em cho qua nha, để cục pin này lại. Đó. Con này điều tóc đầy đủ số 3 nha anh em. Rồi, thân bọc bộ 750 nha. Cho qua luôn. Rồi tiếp tục thì em sẽ có con Hitachi DMR. Chưa vệ sinh luôn anh em. Máy còn ngon lành, để lấy cái đầu vít bắn, đầu vít đây. Đây, chiếc bắn toàn ha, rồi mình để vô. Rồi, máy nó chưa vệ sinh nha anh em. Chưa vệ sinh, chạy còn ngon lành. Điều tóc thắng này đủ, con này chạy quá im anh em. Đầu không có nhít lên anh em, nói chung là con này còn ngon nè. Đầu không nhít luôn. Ha, máy còn móc treo đầy đủ cho anh em ha, rồi. Thân máy là 500, pin trong đây là 350 nha. Pin Sanjo nha, pin Sanjo 350 nha. Còn pin VTC 5D dung lượng 2008 là 5.6A là nó 450. Còn pin hiện tại trong đây là 4A thì sẽ là 350 ngàn nha. Rồi. Rồi cái này là em sẽ tính là tính pin Sanjo nha nha. Tính pin Sanjo. Pin 4A, tính pin 4A nha. Đó. Rồi ơi. Đó. Bắn ngay lõi nè, cho nó cứng, cho nó phê. Rồi, dòng vít này là dòng vít có thang nha anh em, vít có thang. Khi nào hết thang anh em sẽ thay bên đây ha. Dòng này là DMR nè anh em, DMR ha. Rồi, một bộ như vậy sẽ là 800, 900 anh em. Pin với sạc á là nó 400, máy á 500 là 900 nha anh em, bộ gì 900. 900 cho con DMR, máy là máy toàn bộ. Máy này máy Nhật nha anh em, máy này máy Nhật nha, của Hitachi là hàng của Nhật nha. Rồi, cái này em ghi số 5 nha. Cái này anh em chỉnh kéo xuống đây cũng được nè. Đó. Anh em chỉnh ngang cũng được, anh em chỉnh lên đây cũng được, hoặc là anh em chỉnh xuống đây luôn cũng được để anh em móc á. Rồi, cái này là thân máy. Còn anh em nào mà vệ sinh á thì 550 một con ha. Con này chưa vệ sinh nha anh em, chưa vệ sinh. À, con này số ngày 4 tháng 9 nè. 4 tháng 9. Cái này số 5. Con này số 5 nha anh em. 900. 900 là pin 4A nha, 900 là pin 4A. Còn mà pin 5A, 5.6A thì thêm 100 nữa là được 5.6A ha. Rồi, một máy một pin một sạc. Rồi, bây giờ em sẽ cái này sạc 14 nè. Thì em cái này là máy 12 nha, máy 12 thì để pin 12 anh em ha. Đó. Này 12V nè. 12V pin 4A. Đó, pin 4A. Đảo chiều thắng đầy đủ anh em ha. Máy chạy rất là êm, dòng máy nó rất là bền nè, nó rất là nổi tiếng luôn dòng này ha.
Rồi, cho qua nha anh em. Bộ 900. Pin 4A. Rồi, cho qua luôn. Rồi, tiếp tục thì em sẽ có một con Hitachi. Đây, Hitachi này cũng pin Lysen, pin Sanyo luôn nha anh em, pin Sanyo. Pin Sanyo là pin của Nhật nha. Pin Sanyo là của Rabang đàng hoàng nha anh em ha. Rồi, trong đây là pin sạc adapter nè, pin 4A luôn, có báo đèn cho anh em luôn ha, đó. Cái này dòng 14V nha anh em, của Hitachi nè ha. Rồi, con này cũng chưa tháo bỏ, bị mất thắng luôn nha anh em. Thì tháo ra vệ sinh cái cò là nó có thắng lại, còn không thôi anh em xài thời gian nó sẽ có thắng lại nha. Có điều tấp, có điều tấp là nó có thắng anh em, thông thường là nó dạy dòng này rất là bền ha, tại để lâu á bị cái chân tiếp xúc á nó bị dơ đi, rồi anh em tháo ra gọi là vệ sinh là anh em chỉ cần chà cái chân đó là nó có thắng lại, nó chỉ cần chập vậy là nó có thắng anh em, nó chỉ cần cái cò mình đẩy tới vậy mình nó chập lại vậy là nó có thắng nè, nó là vậy. Cái con này chủ yếu là quan trọng là cái điều tấp nó có là được ha. Đây nè, báo đèn nè anh em, đèn nè ha, báo đèn, bên này báo pin chứ quên, báo pin nè đó, còn đèn nè đó ha, có đèn đầy đủ nha anh em, điều tóc nè, chưa vệ sinh nha anh em, chưa vệ sinh. Rồi bây giờ mình sẽ lấy con ốc vít mình bắn con bắn này 14V nha, 14V của Hitachi, dòng máy có thang nha, màu trắng, mã của nó là VKH14DSL2 nha anh em ha. Đó, rồi giờ mình bắn nha. Đó, đây là dòng này là nó bắn to với bắn vô gỗ là thoải mái nè. Đó ha, đây. Đó ha. Dòng 14V với 12V thì dòng 14V nó sẽ mạnh hơn cái dòng 12V xíu nha anh em ha. Rồi cái này là thân máy. Pin là 450. Ây da. Pin 450, máy 450 sạc 50 ha anh em ha. Cục sạc đâu rồi? Đây nè anh em. Sạc 12V, sạc adapter ha. Thì mình sử dụng cái này nó rất là tiện nha. Pin 450, máy 450, tại vì chưa vệ sinh nha anh em, chứ nó này 550 lần chưa vệ sinh. Đó, thì một bộ như vậy sẽ là 950 nha anh em, bộ về 950.000 ha. Rồi, pin đóng mới, máy chưa vệ sinh. Còn anh em nào muốn vệ sinh cho thêm 100.000 nữa em vệ sinh ha. Vệ sinh thì cho thêm 100.000 nữa em vệ sinh. Rồi. Pin bảo hành cho anh em là 3 tháng nha. Còn anh em muốn bảo hành máy 3 tháng thì anh em cho thêm 50.000 nữa thôi. Cho 50 nữa thôi, bảo hành cho cái máy 3 tháng. Pin 3 tháng. Rồi, bộ này bộ số 6 nha anh em, số 6. Rồi, này số 6 ngày 4 tháng 9 luôn nha anh em, số 6. Máy pin sạc là 950.000 nha anh em. Đó, anh em cũng bảo hành cho thêm 50, nó sẵn 1 triệu bảo hành cho 3 tháng. Đó, máy pin luôn. Ok chưa? Đó, xài sạc adapter nha anh em. Mình sạc chui á, mình sẽ ghi vô đây nè anh em, sẽ ghi vô đây nè, để em quay cúp xuống xíu nha. Đó, mình sẽ sạc vô đây. Bây giờ em sẽ ghi vô nè. Nè, mình ghi vô cái chui vô chỗ này nè. Đó, mình sẽ ghi vô đó nè. Đó, nó sẽ đang sạc nè. Mình sẽ rút ra nó báo xanh nè. Đó, thấy không? Ghi vô. Đó, pin em đóng rất là chất lượng nha anh em, cho nên rất là kỹ. Với lại á, pin á thì anh em xài hạn chế là anh em ra ngoài nước gớt nước, nó sẽ tại vì kẽm là bằng sắt anh em. Cho nên là bột á là không được gớt nước nha anh em. Gớt nước nó sẽ ngấm vô pin á, sẽ hư pin, hư kẽm. Rồi đơn giản nó vậy đi. Rồi một bộ vậy là số 6 là 950.000 nha anh em, 950.000, một máy một pin một sạc giúp em nha. Một máy một pin một sạc và có cái sạc như này anh em. Đó, một máy một pin một sạc nha. Rồi, cái này em cho qua luôn, bộ này 950.000. Đó, anh em nó coi chỉ có 900 mấy thôi anh em sẽ sở hữu được một con máy. Rồi, cái này em cho qua luôn nè. Rồi, tiếp tục thì em sẽ có thêm một con đi. Con thứ này nữa nè. Rồi, con này. Có đèn ha. Đây đèn này nè nè, có đèn nè ha. Rồi, máy điều tốc thắng đầy đủ nha. Rồi, con này có đầu chỉnh luôn nha anh em. Đó. Có hai chế độ cản cò. Này là yếu hơn nè, mạnh hơn nè. Rồi, này cục pin này cũng giống như cục pin kia, bên trong là đóng xanh vô, có báo đèn cho anh em luôn. Đó, thấy không? Và sạc adapter luôn. Bây giờ mình sẽ thử sạc trước đi rồi chút xíu mình sẽ test máy sau ha. Đó, mình thử sạc nè. Đó, ok cho anh em sạc ha. Rồi, rút ra nó xanh nè. Đó, thấy không? Rồi, khi đầy nó sẽ tự ngắt và nó sẽ báo xanh cho anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ nghiêng lên, mình sẽ thử máy cho anh em xem ha. Rồi, lấy cục pin này thử vô, để vô.
Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đầu vít nè để vô máy chưa vệ sinh. Máy này ngon hơn con trước, tại vì có con này cao su này kia nọ nó điền lạc này nè ha. Đó. Và nó thêm có cái cấp chỉnh này nữa nè, cấp chỉnh nữa nè, nha. Đó, thấy không? Rồi giờ mình thử nha. Anh em bắn to bắn gỗ thoải mái nha. Bắn gỗ nó còn xuống cỡ này thì bắn to chả cái gì chứ nè ha. Bắn gỗ nặng gấp 3 lần bắn to. Nhiều anh em biết không biết cái nó cứ sắt sắt chứ gỗ là sắt tới chi nó phải cứng hơn gỗ, rồi đúng rồi thì đó đúng là sắt nó sẽ cứng hơn gỗ, nhưng mà đổi lại cái chiều dài của cái khúc gỗ nó cứng á, là nó sẽ cứng hơn sắt anh em, và cái mức cái chịu lượng của cục pin với lại cái máy á, nó sẽ chịu tải lâu hơn đó, đơn giản là vậy. Còn sắt á mình chỉ cần bắn qua 2 ly làm nó qua bển rồi, là tất nhiên là anh em bắn thoải mái rồi đó. Anh em bắn ao, anh em bắn sắt 5 ly nha, bắn sắt 5 ly rồi. Rồi pin 450 ha, pin này là 450 nè, Hitachi. Còn cái máy là 550 ha. Là nó 1 triệu, cục sạc 50 nữa là 1.050.000 nha anh em. Rồi bộ này là bộ số 7 nha. Bộ số 7. Khỏi ghi ngày nữa anh em ha, số 7. 1.050.000. Ha. 1.050.000 sẽ là một máy, một pin và một sạc nha. Đó. Máy này thì nó liền lạc hơn, thứ hai nữa là nó có chế độ nhanh chậm nha, nó có chế độ nhanh chậm đó, anh em có thể là chỉnh tùy theo mức anh em bắn. Anh em chỉ cần mà bắn to nữa, anh em chỉ cần để tôi chậm thôi, không cần phải để tôi nhanh, là bắn phà phà rồi, bắn to bắn sắt á, còn bắn gỗ thì anh em kéo xuống đó, bắn gỗ tôi nó nhanh hơn. Ok chưa? Rồi rồi, bộ này là 1.050.000 nha anh em, có sạc luôn nha. Rồi sạc vậy đó nè ha, đó em sẽ gửi như hình vậy đó nè, tất nhiên là một máy một pin một sạc ha, một pin này một sạc này và một máy này ha, một máy này. Rồi rồi cái này em cho qua luôn nha anh em, 1.050.000 cho qua nha, để đây luôn. Rồi, để đó cho anh em thấy nhìn. Rồi ở đây em có một cây fan của Hitachi nè đó, thì cũng như bình thường thôi, pin là 4A là nó 350.000, mà pin 5.6A là 450.000 nha anh em. Còn cái máy thì tùy. Rồi máy này là 350.000 nha anh em. Pin xài loại pin 350.000 đi là 700 cộng cục sạc 50.000 là 750 nha anh em. 750. Rồi bây giờ mình sẽ thử bằng bằng to, đầu kẹp 10 ly nha. Và ở đây nó có cấp trượt nè. Đó anh em mở vít để dành mở vít có cấp trượt nha. Đó. Còn khi nào anh em muốn khoan á thì anh em sẽ chỉnh qua chế độ phan nè. Còn thôi anh em mở vít có cấp trượt. Tới độ nó sẽ trượt nha. Còn thôi mình kéo qua chế độ phan, mình không to ha. Rồi. Đó. Bắn phà phà nha anh em ha. Còn cái đây nó có chế độ nhanh chậm nè. Này là chế độ chậm nè. Nó là chế độ chậm của nó nha. Nó chậm nhưng nó rất là mạnh nha anh em ha. Đó. Nó chậm thì nó mạnh, còn nó nhanh thì nó yếu hơn với độ chậm thôi. Rồi máy nè, điều tốc nè đó. Wow, chỉnh chế độ nhanh đi, kéo lên kéo lên, kéo cho hết nha anh em, kéo cho vô nhông hả tải nha. Rồi con máy này là 12V nè, chạy tua của nó là 1.050 vòng nè, tua mát của nó nha. Nó còn thấp nhất của nó là 350 vòng ha. Đó, hàng này hàng xuất Nhật, đầu kẹp đó là 12 ly, đầu kẹp là 12 ly à, 10 ly với 13 ly, có đầu 12 ly là sao ba? Đâu rồi, coi coi đầu mấy ly. Đầu kẹp này 10 ly anh em ơi, đầu kẹp này 10 ly. Em chưa thấy cái đầu 12 ly. Để đầu kẹp là 12 ly, để đầu 12 ly nè. 12 ml. Rồi. Bộ này 750.000 nha anh em. Một máy một pin một sạc giúp em nha. Một máy một pin một sạc vậy nè. Đó, một máy một pin một sạc ha. Rồi. Bộ này là bộ số 7 ha, số 8. Bộ này bộ số 8 nha. Số 8, ghi số 8 thôi. 750.000. Pin bảo hành 3 tháng nha anh em. 750k. Một máy, một pin và một sạc nha. Rồi, 750.000. Em cho qua bộ này luôn nha. Rồi, em tiếp tục. Cây fan. Fan này của Ryobi anh em, chưa vệ sinh luôn nha. Và có 20 cấp trượt, một cấp fan. Đầu kẹp là
Đầu kẹp là 10 ly nha nè. Để coi đầu kẹp nó mấy ly. Đầu kẹp là 10 ly nha. Đó. Máy này nguyên zin nha anh em ha, tua nó 1000 dòng một phút ha, dòng 12V. Máy này cái motor trắng tinh luôn, motor trắng tinh bên trong luôn. Máy chưa vệ sinh, chưa tháo mở luôn nha anh em ha. Rồi. Rồi, trong đây là pin 4A nha anh em, pin 4A 350.000 tiếp tục anh em, 4A là 350.000 ha, có vỏ luôn. À, qua nhân sạc adapter giúp em nha. Đây, sạc adapter đây. Em sẽ ghim sạc adapter cho anh em xem nha. Hồi nãy giờ quên thử cục 12V anh em. Quên thử sạc 12V đó. Bây giờ mình sẽ rút sạc 14V ra. Đó, mình ghim sạc 12V vô. Cục sạc 14V với 12V nó cũng giống nhau nè. Đó, giống nhau nhưng mà nó khác cái dòng volt thôi. Bây giờ mình sẽ ghim vô đây nè. Đây, anh em ghim vô cái lỗ chỗ này nè. Đó. Đó, thấy không? Nó báo đỏ là nó sạc nha. Này, rút ra. Báo xanh. Báo xanh là nó ngưng sạc nha. À, khi mà anh em ghim đỏ vô nè. Khi nó đầy nó sẽ tự xanh nữa nè, tất nhiên là tự ngắt, nó không có phát điện nữa, không có sạc nữa, đơn giản là vậy thôi. Rồi thì pin là 350.000 nha anh em, thân máy là 400 nha, thân máy là 400, pin 350.000, cục sạc 50.000 nha anh em. Đó, một máy một pin cục sạc vậy đó. À, 800, bộ này là 800 nha. Đó, rồi bây giờ anh sẽ thử vít cho anh em xem nha, thử vít. Con này quá ngon nè, đẹp xuất sắc. Rồi. Rồi thử bắn to, bắn dít nha anh em. Đây có chế độ nhanh chậm nè. Đây là tua chậm nè, bắn to. Bắn gỗ. Đó tua chậm của nó nè. Đó. Khi anh em biết xài á, khi mà vừa tới là anh em sẽ ngưng liền, tức gọi là người biết xài nè. Còn nhầm ông không biết cứ đè bắn. Nè, khi nào anh em cảm thấy canh nè, vừa tới nè, buông cái cò ra liền, nó vừa nặng cái là mình buông cái cò ra liền là nó sẽ trả về. Thế nhiên là xe con máy của bên anh em xài rất là bền, xài biết khi nào mới hư. Cái đó là gọi là người biết xài anh em ha. Rồi tôi chậm ha, bây giờ mình chỉnh cho tôi nhanh nè, tôi nhanh bắn ha. Đó, thấy không, nó tùy theo anh em canh cái mức độ nặng nhẹ của khúc gỗ hoặc là khúc sắt hay gì đó để cho anh em xài, tôi nhanh tôi chậm nha. Còn tôi mình xài tôi nặng á, mình xài khoan đồ nặng đồ to á, thì anh em nên để tôi chậm nha. Rồi. Rồi cái này là con số 9 nha anh em. Con số 9 800k. Số 9. 800 một bộ nha anh em. 800k, một pin 4A, một sạc 2A ha, và một thân máy, đó, pin có vỏ luôn. 350.000 nha anh em, pin Sanjo. Pin Nhật đó anh em, pin Sanjo ra băng. Rồi pin Nhật em cho qua cái bộ này luôn nha anh em. Bộ này là có sạc luôn á, là 800, một máy một pin một sạc nha. Một máy một pin một sạc. Rồi em cho qua luôn. Thì tiếp tục sẽ có một cái con. Đây con vít 14V của dòng Ryobi anh em. Cục pin này mua sống luôn anh em. Pin này mua sống luôn anh em, nào có sạc á thì anh em đem về anh em sạc nha. Đó. Cái này nó gần hết pin nha anh em. Pin này mua sống nó vậy luôn á anh em. Rồi máy chưa tháo mở, pin cũng chưa tháo mở luôn nè ha. Em còn chưa biết bên trong bên gì nè. Pin bên trong bên gì nè. Pin bên trong này xanh xanh nha anh em, xanh xanh. Đó, pin không biết bên gì mà nó xanh xanh ha. Rồi, anh này em chưa có tháo mở luôn nè. Đó. Rồi, một cái cục này là em không bao nhận sạc riêng nha, nhưng mà em không biết nó có nhận hay không, em không có thạc em thử nha anh em ha. Đó. Rồi, thì cái này em sẽ thử cho anh em sơ thôi tại không có pin anh em ha. Còn anh em muốn thử cái sức mạnh của máy á hả? Ủa em cái cục pin không có rồi. Không có cục pin dày anh em, không có cục pin mà để sạc đầy để mình thử á, mà bắn to thì em bao anh em bắn to bắn gỗ y gan, nó cũng gần y gan như Hitachi này cho nên anh em, đó nhưng mà nó là hãng của Ryobi nha, hãng của Ryobi. Rồi thân máy còn nguyên zin hết trơn, chưa tháo mở luôn, còn đẹp cực kỳ luôn nè, còn ngon lành luôn á, bụi còn bụi trần luôn nè, nó còn bụi Nhật á nè, bụi của Nhật luôn nè, nhìn cái tem mã nó nè anh em, 1405 ha, đẹp. Nói chung là anh em biết nhìn máy là nhìn con này nó rất là đẹp. Ha. Đó, anh em mà vệ sinh ra là sáng giới luôn á. Rồi, máy có được thóc thắng đầy đủ, đầu không gơ lắc gì hết, đảo chiều ngon lành nha. Đảo chiều nè. Đó, có đèn trợ sáng cho anh em luôn ha. Rồi, một máy một pin này. 600 nha anh em. 600. Số 10. Rồi, số 10 nha anh em. Số 10 600k. Thì pin còn chạy chứ không có bao gì hết nha anh em, pin còn chạy chứ không bao, thân máy vỏ pin nha.
Còn anh em nào muốn xài pin này thì anh em về cái adapter cho anh em xài nha. Đó, thì một bộ vậy là 600 nha anh em, không phải một bộ mà là một máy một pin nha anh em. Em không có sạc nha. Đó, không có sạc. Đó, một máy một pin thì sẽ là 600 nha. Rồi cái này em cho qua luôn nha anh em ha. Số 10, ngày 4 tháng 9 nha anh em, ngày 4 tháng 9 số 10. Rồi cái này em cho qua luôn nha. Ở đây em có một cái con Nati nè anh em. Con này thì thân máy gió pin. Thân máy gió pin. Rồi. Thân máy gió pin. Gió pin này gió pin mới nha anh em. Ủa gì ướt nhẹp vậy. Để trên cái ly nước. Ghế ly nước. Rồi. Cái này thân máy vỏ pin nha anh em. Pin này thì anh em về đóng 6 cell vô. Anh em xài máy 12V ha. Đó. Đó. Thân máy gió pin. Vỏ pin mới nha. Rồi mã của nó là 6403 nè. Máy hoạt động ok. Ngon lành. Còn đẹp luôn, cao su còn liền do luôn, anh em nào vệ sinh ra sưu tầm được luôn. Con máy này đầu kẹp 13 ly đó. Dòng này thì anh em biết sẵn rồi, trâu bò mà nó bền lắm anh em, mà nó mạnh kinh khủng lắm anh em. Con này 21 cấp trượt, một cấp phan nha, máy hoạt động ngon lành. Tại vì có cục pin mà bán nó tiêu rồi, bây giờ không biết pin đâu mà thử cho anh em xem đây. Thử thì được thử thì càng tốt, nhưng em bao với anh em là nó hoạt động ngon lành nha, hoạt động nguyên zin, hoạt động y chang máy zin ha, đơn giản là vậy thôi. Rồi. Rồi cái thân máy này với vỏ pin này em bán 500 nha anh em, 500 nha. Máy còn rất là đẹp nha anh em, em nói thật luôn. Rồi anh em mua đồ bãi thì anh em chịu khó cọc giúp em 100.000 nha. Rồi cái này thân máy vỏ pin bán số 11 nha, số 11. Rồi số 11 em bán 500 nha anh em. Rồi thân máy vỏ pin 500k. Ồ con này anh em nào biết xài mua rất là đẹp luôn. Anh em nào mà thuận về đam mê fan của Nati á. Này vậy, dòng này của Nati Onan nha, máy nhật đàng hoàng luôn nha anh em ha. Mã của nó là 6403 nè, dặn dít nè. Đó, con này rất là đẹp luôn. Anh em chưa, con này chưa vệ sinh, chưa tháo mở gì anh em. Hoạt động full chức năng nha. Đó, anh em nào muốn ấy thì em test qua Zalo cho anh em xem. Thì khi mà em quay video xong thì em sẽ đóng một cục pin của Nati này. Đó. Thì đó, anh em xem ha. Rồi cục pin nó thì 350.000 nha anh em, pin 4A nha, 350.000. Còn nếu anh em xài pin 5.6A thì nó 450 nha. Rồi đơn giản là vậy thôi. Ha. Rồi thân máy này, vỏ pin này thì sẽ là 500k nha. Rồi anh em nào chịu khó cọc giúp em 100.000 nha. Anh em cần một con máy nào thì anh em cứ alo cho em. Ha. Thì bấy bãi thì em còn rất là nhiều. Nhưng rồi thân máy, ha. Vỏ pin mỏng, thân máy vỏ pin mỏng nha anh em. Máy hoạt động ok, ngon lành, máy vệ sinh rồi luôn. Ha. Đó, 450.000 nha anh em. Thân máy vỏ pin. 450.000, ba hoạt động ok ha. Còn anh em nào muốn biết thì qua Zalo em thử cho anh em xem ha. Thì tại vì khi mà em làm xong thì em sẽ đóng pin mấy cái cục pin của cái dòng Nati này nè để em thử cho anh em xem, thì cho nên là anh em cần á thì anh em cứ alo bên cái Zalo của em ha. Em gửi tin nhắn bên Zalo cho em. Rồi em sẽ thử cho anh em xem, em gửi cái video cho anh em xem nha. Rồi cái này là số 12 nha anh em, số 12. Số 12 450.000, thân máy gió pin nha anh em. Ha, thân máy vỏ pin, vỏ pin này vỏ pin mỏng nha, nhưng anh em vẫn đóng 6 cell được nha. Đó, 450.000 nè, số 12 ha. Dòng này của Nhật nha anh em. Đây. Dòng Nati á anh em. Nè, da băng nè anh em thấy không? Thấy chữ da băng không? Đó. Dòng Nati cái này là EZT608 ha. Dòng 12V nè, đó. Hãng của Nati Onan, đây Nati Onan mà bị gách tem này nè. Tem nó bị vận chuyển á, bị chóc. Đó, ha. 608. Rồi 608 450.000. Ghi cho rõ để anh em nói hiểu làm. Rồi 450.000 cho qua luôn nha anh em ha. Rồi thân máy vỏ pin 450.000, máy hoạt động ok, ngon lành, vệ sinh rồi anh em. Thì hôm nay là em sẽ còn một số máy bãi giới thiệu tới anh em nữa. Đây, máy bãi thì còn rất nhiều nhưng em chưa kiểm tra nha anh em ha. Đó, đây, còn trên hàng trên nè, đó. À, có cái kiểm tra rồi, có cái chưa kiểm tra, cho nên là còn cưa nữa nè, cưa 14V. Cưa đó hôm qua lấy cưa mấy cái dán ép để mà lót kệ rất là ok luôn, lưỡi còn rất là ngon anh em. Nó không có bán bằng cái mới cái lưỡi á, nhưng mà cắt vẫn ok ha. Xài pin 14V của Makita ha. Với lại còn cái phan bê tông nữa nè, phan bê tông. Phan bê tông là 900, máy còn ok, còn đẹp ngon lành ha. Đó, pin thì tính sao anh em, pin 18V. Thì máy này của Hitachi 18V nha anh em. Phan bê tông hai chức năng rồi thì với lại em còn số motor 7.5 anh em, còn chắc cũng 20-30 cái, anh em ủng hộ giúp em để em mua thêm lô mới về em bán nha anh em ha. Thì thôi chắc em kết thúc video đây, cảm ơn anh em đã xem cái cuối video nha. Anh em thương em cho em xin một like, một lượt đăng ký, em xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha. Thôi chào anh em, hẹn anh em lại video tiếp theo nha.